Siêu độ ông ngoại. Năm 2011 là thời điểm cuộc sống của tôi cực kỳ xuống dốc, sức khỏe cũng không tốt. Vì vậy, tôi bèn lên mạng tra tìm phương pháp thay đổi mệnh vận thì tình cờ gặp trang web chuyên tu kinh địa tạng. Trưởng đoàn biết tôi là kẻ sơ cơ mới nghiên cứu giáo lý Phật, chưa có kinh sách gì bạn gửi tặng tôi kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang, kinh Dược Sư và một số sách nhân quả thiện thư. Tôi là sinh viên đại học, đã nhiều năm hấp thụ nền giáo dục hướng theo chủ nghĩa duy vật. Thế nên vừa đọc vài trang kinh Địa Tạng thì đã cảm thấy nội dung trong đó giống như chuyện thần thoại quan đường nên không thèm đọc nữa. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc sơ qua với Phật giáo. Tiết thanh minh năm nọ, tôi không về nhà bà ngoại để tạo mộ cho ông ngoại. Mấy ngày sau, tôi mộng thấy ông ngoại. Trong ông có vẻ suy sụp và đang ở một vùng tối tâm. Ông tuyệt vọng hỏi tôi, Vì sao lâu rồi cháu không đến thăm ông? Thức dậy, tôi rất buồn. Thời điểm tôi chào đời, bà nội lần đầu gặp, vừa nhận ra tôi là con gái, thì kể từ đó về sau, bà chẳng thèm lý đến tôi nữa. Mẹ tôi do vậy cũng nếm đủ mùi lạnh nhạt rẻ rúng từ bên chồng. Do đó, mẹ cứ băn khoăn với ý nghĩ, liệu có nên đem tôi cho nhà khác nuôi hay không? Ông ngoại tôi biết được, bèn khuyên răng mẹ tôi. Sau đó, bà đem tôi về nhà chồng bà ngoại nuôi dưỡng. Nhờ vậy mà tôi thoát cảnh bị đem cho nhà người, nên tôi rất mang ơn ông ngoại. Tôi ở nhà ngoại được một năm, thì ông ngoại tạ thế. Lần này đột nhiên mơ thấy ông ngoại, tôi cảm thấy rất bất ngờ và buồn. Hai ngày sau, tôi xin phép nghỉ về thăm bà ngoại, kể cho bà nghe chuyện nằm mơ. Tại quê tôi có một thuyết là nếu mộng thấy người quá cố thì vận khí sẽ không may. Nên bà ngoại lo lắng, bảo tôi mua mấy ký thịt heo đem về cúng tế ông ngoại. Bây giờ nhớ lại, thấy lúc đó sao mà mình ngu si quá cỡ. Do cậu tôi gần 40 tuổi mà chưa cưới được vợ, nên điều này trở thành nỗi lo dây dứt của bà ngoại và các chị em cậu vì vậy mà hệ nghe đồn ở đâu có thầy bà nào linh. Thì họ gọi đến hỏi về tương lai hôn sự của cậu. Có lần dì tôi hỏi một bà thầy, Tại sao ông ngoại chẳng chịu chúc phúc cho con trai? Bà này xem một hồi thì nói, Ông ngoại cô hiện đang ở một nơi tối tâm không có ánh mặt trời, xung quanh toàn là nước, lại bị hai con mãng xà quán thúc bản thân ông còn khó bảo trọng, nói gì đến chuyện giúp người thân. Thế là các dì tôi bèn thỉnh bà thầy làm phép, cho giết một con gà, một con vịt, một con dê để cúng tế ông ngoại. Bây giờ nhớ lại tôi càng đau lòng, vì hồi đó ngu si không hiểu Phật Pháp, nên cứ tưởng làm vậy là giúp ông ngoại, nào ngờ càng hại ông khổ thêm bởi trong kinh địa tạng có nói người thân sát sinh giết hại để cúng tế cho người mất tuy không có công đức gì không có lợi gì cho người mất mà càng tăng thêm tội nặng cho mình và người mất tôi hồi đó liên tục chìm trong mê muội tiếp theo còn làm thử rất nhiều phương pháp mà vẫn thấy mệnh giận cứ xui xẻo cho đến cuối năm 2012, tôi tình cờ gia nhập đoàn Tâm Thượng Liên Hoa, sau khi học Phật mới bắt đầu hiểu ra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ học Phật là phép thử cuối cùng, xem như mình giớ được cộng rơm cứu mạng vậy thôi. Thế nên hãy nghe các Pháp hữu nói có Pháp môn nào tốt, thì tôi liền tìm đọc và tu theo Pháp đó. Năm 2013 Nghe tin sư tỷ bất ngữ đến chùa đông lâm làm công quả tôi liền nhờ chị làm giúp mấy linh vị cầu siêu do lúc đó tôi chẳng biết tên ông ngoại mà cũng không dám về nhà hỏi sợ gia đình biết tôi học phật thì sẽ cười chê nên trên bài vị tôi chỉ ghi là ông ngoại của trần minh anh sau khi học phật hiểu biết chút ít nghĩ tới lời bà thầy nói ngày xưa tôi rất đau lòng cho ông ngoại vì vậy mà bất kể tụng kinh, chú hay làm việc phúc thiện gì, tôi đều hồi hướng hết cho ông ngoại. Lúc đó tuy tôi chẳng biết tên ông, nhưng tôi nghĩ chư Phật Bồ Tát từ bi ác sẽ biết hết, nên ông ngoại tôi chắc chắn là sẽ được lợi ích. Tiết Thanh Minh năm 2014, Đoàn Liên Hoa tổ chức Pháp hội tụng bảy bộ kinh địa tạng để cầu siêu cho tổ tiên tôi vốn là người có tính nồm nóng. Thở giờ, luôn cảm thấy kinh địa tạng quá dài, ít khi chịu tụng. Nhưng nghe mọi người nói, kinh này có công năng siêu độ thần nhân đã mất sức hay, nên cũng chịu khó theo đoàn trì tụng bảy bộ. Lúc đó liễu sư tỷ nói, nếu ở trước mộ, cũng tế tức chay đơn giản, tụng thí thực và chú giảng sinh, thì có thể làm lợi ích nhiều cho người mất vì vậy mà buổi tối trước tiết thanh minh tôi ráng học thuộc chú giảng sinh sáng ra lúc đi tảo mộ dân lễ tôi cúng thí thực trì chú lục tự đại minh và tụng bảy lần chú giảng sinh hồi hướng cho ông ngoại và cửu huyền thất tổ vào khoảng tháng năm một đêm nọ tôi mộng thấy ông ngoại ông không nói gì với tôi chỉ dùng bút sắt viết ra tên ông sáng hôm sau tôi về thăm bà ngoại, hỏi bà có phải ông ngoại tên là Tô Tuấn Ân không? Bà ngạc nhiên hỏi, làm sao mà con biết được? Lúc đó, tôi rất xúc động, như vậy đúng thật là ông ngoại báo mộng cho tôi rồi. Tôi lại hỏi, có phải ông ngoại dáng người vừa tầm, cao khoảng 1 m lăm, xương gò má khơi cao, ưa mặc bộ đồ lãnh tụ màu xám tro túi bên tả thường dắt một cây bút sắt phải không bà ngoại đáp đúng vậy tôi vô cùng kinh ngạc phải biết là khi tôi một tuổi thì ông ngoại nìa đời nên tôi hoàn toàn không rõ dốc dáng ông nhưng hình ảnh này tôi thấy ông trong mộng sau khi đem ra hỏi bà thì hoàn toàn phù hợp lúc đó bà ngoại còn lẩm bẩm cái ông già này mắc chứng gì mà về quấy rối con nhỏ kia chứ biết được tên ông ngoại rồi tôi bèn nhờ chị bất ngữ và chị tiểu đào giúp tôi làm ninh dị cho ông lúc tôi đến nam sơn tự tham dự phật thất cũng trinh trọng làm bài dị giảng sinh cho ông ngoại suốt một năm này nhà tôi tham dự đoàn liên hoa học phật nên đã hiểu rất nhiều dần dần đối với chú đại bi sinh khởi tính tâm tôi bắt đầu trì tụng chú đại bi vì nghe nói Mỗi ngày trì 108 lần, cộng thêm ba biến tâm kinh, có thể siêu độ cho người mất rất vi diệu. Từ đó về sau, tôi chuyên trì chú Đại bi và tụng tâm kinh để hồi hướng cho ông ngoại. Trong thời gian đó, tôi còn bỏ ra mấy ngàn để phóng sinh, cúng thí thực cho ông. Có lần còn ấn tống kinh Địa tạng để cầu cho ông. Tháng 10, tôi đi Nam Sơn tự về rồi, thì lại mơ thấy ông ngoại. Ông không còn vẻ buồn bã suy sụp như trước đây nữa, mà ăn mặc rất đẹp, trang nghiêm, dùng nhang sáng rỡ. Ông nhìn tôi mỉm cười sung sướng. Từ đó về sau, tôi không còn mơ thấy ông ngoại nữa. Tôi biết ông đã giảng sinh cõi lành rồi. Trần Minh Anh Lời Người Dịch Ngài Khư Vân là một vị thánh tăng ngôn hành cao khiết. Cuộc đời Ngài có rất nhiều điều thần bí. Khi Ngài giếng núi kê túc thì chuông mỏ tự ngân. Lên chùa cao đảnh thì lan tiên tỏa hương thơm ngào ngạt. Lúc giảng kinh thì cây khô sống lại mài trổ sen. Rau cải trong vườn trổ sen. Thậm chí tất cả nến thấp trong đạo tràng cũng nở hình sen. Cầu mưa được mưa, cầu tuyết được tuyết, toàn tính gì đều có thần ngầm phò trợ, giúp dời đá lấp sông dân dân. Khi Ngài bắt buộc phải đốn cây cổ thụ, thì cây đổ cũng lựa hướng bình an cho chùa. Lúc Nhật nhắm vào chùa Ngài dội bơm, thì bơm lại rơi xuống chỗ vắng, không thiệt mạng ai, nhưng phi cơ Nhật tử nạn, dở nát. Nhật sợ đến độ sau đó, hệ có việc phải bay thì cũng đi đường vòng chứ không dám bay ngang chùa ngài. Công vật nào được ngài quy y thì lập tức ăn chay, tánh hung dữ khiếu chiến bỗng chuyển thành hiền lành. Bò cũng tìm đến ngài cầu cứu, hổ cũng biết tìm ngài cầu giới. Thọ thần Long Dương đều khóa hiện thân người tìm tới xin thọ giới. Thở ban đầu vào năm 43 tuổi, ngài phát tâm triều lễ núi ngũ đài ba bước lại một lại, lễ đức văn thù suốt từ nam đến bắc để cầu báo ân cho mẹ ngót ba năm mới đến nơi điều đáng nói là giữa đường ngài bệnh nặng suýt chết khiến bồ tát văn thù chịu hết nổi phải xuống trần dưới thân phận gã ăn mày để cứu nguy gánh đồ nấu nướng phụ việc cho ngài dưới đây là một giai thoại ly kỳ về việc triều sơn của ngài lúc này có lẽ ngài gần trăm tuổi do đệ tử ngài kể lại mà tôi may mắn được đọc đến xin chia sẻ phúc duyên này cùng độc giả những lần triều sơn cùng ngài khư vân hôm nọ tại núi nhạn sĩ sí thuộc xuyên bắc chúng tôi gặp một bầy khỉ chẳng biết chúng phát thiện tâm hay có tính hiếu kỳ mà có mấy con leo lên cây hái quả ném xuống còn hướng về chúng tôi kêu chí chóe khi chúng tôi tiến đến lượm trái cây thì thấy một con khỉ rất to giống như khỉ chúa vừa kêu vừa đưa tay ngoắt ra dấu với chúng tôi. Ngài Khư Vân giải thích. Con xem, nó muốn chúng ta căng bao ra khứng đấy. Chúng tôi dò mở bao ra. Bày khỉ ở trên cây liền hái quả ném xuống. Chúng hái lựa toàn quả ngon. Khi chúng tôi ăn trái cây, chúng ở trên cây nhìn xuống kêu vang lộ vẻ rất vui sướng. Hòa thượng Hư Vân nói, thật dễ thương quá. Nhưng chuyện này chưa phải là lạ, vì sau đó chúng tôi còn gặp mấy chuyện ly kỳ hơn trong suốt hành trình đi cùng Ngài Khư Dân. Cầu Bắc Qua Vực Thẩm Một ngày nọ, chúng tôi đang đi trên núi Vĩnh Phong thì bị lạc lối cùng đường, vì phía trước là một vực thẩm rộng hơn 10 mét, nhìn xuống sâu hung hút không thấy đáy, xem như không thể nào đi qua bờ đối diện bên kia. Lúc này trời dần tối, hết cách xoay sở nên chúng tôi đành ngồi xuống tỉnh tọa, bắt đầu thời khóa tu, chuẩn bị qua đêm ở đây. Ngay lúc đó một trận cuồng phong nổi lên. Đến khi gió lặng thì bỗng thấy bờ bên kia núi xuất hiện một con mãng xà khổng lồ, bề ngang gần nửa thước, miệng há to như cái chậu. Sư phụ bảo tôi, Thánh An, chúng ta có thể đi qua vực thẳm được rồi. Lúc này tôi thấy con đại mãn xà, miệng há to, lưỡi lo le, mắt nhấp nháy, đầu hướng về chúng tôi gật gật. Tôi sợ rụng rời khi nghĩ đến cảnh nó sẽ ăn thịt mình. Tôi quay lại thưa với sư phụ. Có phải ngài nói đùa với con không? Có chắc là nó sẽ không ăn thịt chúng ta chứ? Hòa thượng hư dân mỉm cười bảo. Đừng sợ, đó là Bồ Tát sẽ nói đến giúp chúng ta. Sư phụ thấy tôi vẫn còn sợ, nghe báo tôi nhắm mắt lại và nắm tay tôi dắt đi. Tôi hí mắt nhìn, thấy cảnh con đại mãng xà dương đầu qua vực thẳm, nằm mọc xuống giống như tư thế bắt cầu. Hòa thượng hư chân bước qua trước, tôi cũng nói gót theo sau, có cảm giác như đạp trên chiếc cầu to có độ đàn hồi vậy. Cuối cùng, chúng tôi qua được bờ đối diện. Lúc này mới phát hiện con mãng xà này dài quá sức tưởng, vì tôi không nhìn thấy đùi nó nằm ở đâu. Đi qua bờ sông rồi, thì hòa thượng hư dân liền ngồi xuống tụng kinh. Một trận gió nổi lên, khi chúng tôi mở mắt ra thì không thấy mãng xà đâu nữa. Tiếp tục đi khoảng chừng một dặm, tức khoảng một cây số, thì đến một thôn, tên là Tây Tiêu thôn, có 80 hộ dân sống trong đây, chúng tôi ngủ lại 3 ngày. Hơi ấm giữa rừng. Còn một lần nữa, khi chúng tôi đi vào vùng Sơn Lâm Nguyên Thủy, núi này có tên là Hổ Khâu Sơn. Thì bỗng dưng khí trời thay đổi, gió bụi nổi lên mịt mù, trời càng lúc càng tối. Nơi đây phía trước không có thôn làng, phía sau chẳng có quán xá, chỉ có tiếng gió vụt vù. Một lát sau, mưa trút xuống ao ạt, bằng đá rơi đầy, một hồi sau mới tạnh. Cơn mưa lớn qua rồi, khắp nơi ẩm ướt, đường trơn trợt, trời mỗi lúc một tối, thế là chúng tôi đành trú ngủ tại đây. Tôi đi lấy nước, kim ít củi để nhóm lửa nấu nước do chúng tôi ai cũng mặc đơn sơ lại bị một trận mưa to giáng xuống nên toàn thân đều ướt và lạnh tôi vừa nấu nước vừa thổi nữa thì bỗng nghe có tiếng hổ rống to chỉ nghe âm thanh chứ không nhìn thấy hổ nhưng một tiếng rống lên lại được mấy tiếng rống khác hòa đáp hưởng ứng theo Có bộ không phải chỉ có một con hổ sư phụ thấy mặt mày tôi biến sắc liền nói lại nha càng nữa rồi số chúng ta trừ hết thì sẽ sống mà nếu mạng tận thì mới làm thức ăn cho hổ con hãy tới gần đây nương vào ta nè như vậy con sẽ không sợ nữa do chúng tôi quá ngọ không ăn giờ đành uống nước nóng lót dạ và ngồi tự vào nhau tôi khi đó còn nhỏ lắm bởi đi đường quá mệt nên chốc lát là ngủ say Đến nửa đêm, tôi cảm thấy càng lúc càng ấm. Vừa mở mắt ra thì... Ôi trời ơi, hiện có sáu con hổ bự đang dây quanh chúng tôi. Đã vậy, Hòa Thượng Hư Dân còn đưa tay vuốt về đầu con hổ chúa to nhất nữa chứ. Lúc này đầu óc tôi thật sự hoang mang, vì không biết mình đang mơ hay là tỉnh. Lẽ nào tôi đang nhìn thấy cảnh hổ phục la hán? Đã ba lần tôi định đứng dậy, nhưng sư phụ đều ngăn lại không cho tôi đứng lên nghe bảo tôi hãy mau niệm kinh nhiếp tâm được một lát tôi lại thiếp đi trời sáng khi tôi thức dậy sư phụ cười bảo đêm qua con sợ lắm hả là sơn thần đến thăm đấy đón và đưa ở ngũ đài sơn có một câu châm ngôn bồ tát Đối với người khẩu duyên thì xa tiếp 800, tiến đến ngàn dặm. Đương nhiên, chung quanh ngũ Đài Sơn khoảng 800 dặm, không hề có thổ phỉ. Hôm đó, chúng tôi đang dừng nghỉ, đồng ngồi trò chuyện. Hòa Thượng Hư Dân giải thích cho tôi hiểu các chuyện đã xảy ra. Ngài nói, khi đó chúng ta gặp không phải mãng xà đâu, mà chính là rồng. Còn khi ở trên núi, loài chúng ta gặp cũng không phải là hổ mà là vương báo. Con xem, khi lên gần đến Ngũ Đài Sơn thì sẽ có người tiếp chúng ta. Hôm đó trời đầy sương, sư phụ khơ bị choáng đầu. Chúng tôi nghỉ một chút thì lại lên núi tiếp. Đi tới lưng chừng núi thì bỗng thấy phía trước sáng rực, giống như có ánh điện quang vậy. Hòa thượng hư vân liền bảo chúng tôi hãy mau mau quỳ xuống đảnh lễ. Lúc này, thấy trên sườn núi xuất hiện Bồ Tát Văn Thù, tay cầm phất trần phe phẩy, giống như muốn nói gì đó. Cảnh tượng này kéo dài 5 phút. Quả thực là Bồ Tát Văn Thù có hiện đón chúng tôi thiệt. Điều này khiến chúng tôi mừng vui toàn thân như được tăng thêm sức mạnh. Cả ngày lộ bộ, ngót mấy cây số. Bữa trưa không ăn, mà giờ cũng không thấy đói đến tối chúng tôi mới tới chùa hạ phong và ngủ lại đây hai ngày sau đó khi chúng tôi ra về rời khỏi ngũ đài chừng khoảng ba mươi dặm thì thấy sườn núi bỗng dưng sáng rực ánh phật quang có một lão thái thái từ trên đi xuống từ xa đã nghe tiếng hỏi chúng tôi có mệt không lúc này đang là mùa thu bà lão lấy từ trong giỏ ra mấy trái hạnh to tặng cho bốn người chúng tôi bà nói ăn trái thứ nhất thì không đói ăn trái thứ hai thì không khác ăn trái thứ ba thì khết mệt ăn trái thứ tư thì toàn thân nhẹ nhàng tâm tình thư thái tôi nhận quả hạnh xong nhìn lại thì không thấy bà lão đâu nữa lúc này chúng tôi mới hiểu ra đây nhất định là Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp chúng tôi. Bởi vì lúc đó là tiết thu, mùa thu thì làm sao có trái hạnh. Nhưng trong tay chúng tôi rõ ràng đang có trái hạnh. Trái hạnh này ăn xong rồi, đúng là mấy ngày không thấy khác, cũng chẳng thấy đói, tinh thần cực kỳ tốt. Đây là những kỷ niệm hy hữu khó quên trong những lần chúng tôi triều sơn cùng Hòa Thượng Hư Phân thánh an Bồ Tát cảm ứng mẹ tròn con vuông. Tháng 3 năm 2006, vợ tôi mang thai, cả nhà đều mừng. Lúc đó, tôi đối với Phật giáo chỉ con mỹ cảm, kinh Phật cũng chưa từng xem qua. Trước đây đã có lên ngũ Đài Sơn và hai lần được cảm ứng. Lần đầu, vào năm 1999, tôi mới tốt nghiệp đại học và đi làm được hai tháng tình cờ được lãnh đạo công ty dẫn lên ngũ Đài Sơn. Lúc đó tôi chưa biết Phật Pháp, nhưng vô chùa hay thấy tượng chư Phật Bồ Tát, thì tự nhiên phát tâm lễ bái cúng dường. Sau đó, chưa đến ba tháng, tôi được công ty đề bạc làm lãnh đạo trung tầng. Năm sau, lại thăng làm giám đốc đại khu. Tôi luôn cho rằng mình được Bồ Tát văn thù gia trì một ngày năm 2005, mang tâm tình cảm ơn, tôi cùng Tổng Giám Đốc lái xe lên ngũ Đài Sơn. Trên đường tôi luôn niệm Nam Mô Phan Thù Bồ Tát. Khoảng 9 giờ tối thì xe chúng tôi bị nổ lớp trên con đường vắng vẻ không người. Hình như không còn xăng, không còn tín hiệu chi. Trời tối thui, đưa tay ra không thấy nằm ngón. Chúng tôi lề hoài suốt một tiếng mà không biết làm sao bạn bè rất sợ gặp sói và lũ cướp. Nhưng trong lòng tôi, nhờ niệm Bồ Tát, nên cảm thấy an tĩnh, không sợ. Khoảng hơn 10 giờ, bỗng có một chiếc xe chạy qua. Tài xế thấy chúng tôi vẫy tay, liền xuống xe giúp đỡ và cho thêm dầu. Nhờ vậy mà chúng tôi lái cầm cự đến được trạm đổ xăng. 11 giờ thì lên tới núi. Sau vụ này, ông Tổng nói Hên là chúng ta không đi đường cao tốc, nếu không sẽ bị nổ lớp, ác sẽ xảy ra tai nạn. Nhưng lái xe ban đêm giữa đường rừng rậm như vậy, gặp tình huống này thông thường các tài xế hay sợ và e dè không dám xuống xe giúp cho đâu. Vậy mà chúng ta lại được họ giúp mau lẹ, sốt sắng, quả là may ngoài sức tưởng. Lúc đó tôi thầm suy đoán, ắt là do quá thân Bồ Tát Văn Thù cứu độ, vì giai thoại Ngài Khóa Hiện cứu người chân thành đi triều lễ, tôi đã nghe kể qua khá nhiều. Từ đó đến nay đã hơn 6 năm, lòng tôi đối với chư Phật Bồ Tát cảm thấy rất thân thiết, gần gũi. Hôm biết tin vợ mang thai, tôi vào tiệm sách tình cờ thấy cuốn kinh địa tạng bằng văn bạch thoại, liền dẫn ra xem, thấy nơi phẩm sáu, chỗ như lai tán tháng, giảng là. Nếu tụng kinh này có để khiến người mẹ sinh con an lạc, được lợi ích, phúc báo tăng thêm, tôi mừng vô cùng. Lúc đó tôi đối với Phật Pháp chưa hiểu sâu, lại lười ăn chay, cho nên mỗi ngày chỉ tụng một phẩm, chẳng có tinh tấn gì. Đến tháng 9, vợ tôi về Thượng Hải. Tuy ở Thượng Hải có rất đông sản phụ sinh con, nhưng chúng tôi may mắn tìm được một chỗ trong diện quốc phụ Anh là bệnh viện phụ sản ưu tú của quốc gia đúng ra chúng tôi thuộc dân phố đông thì không được phép sinh con ở đây nhưng chẳng biết vì sao khi bác sĩ khám xong lại cho phép vợ tôi được sinh ở đây trong thời gian này tôi kiên trì mỗi ngày tụng một phẩm kinh địa tạng thầm nghĩ đây chính là thai giáo rất tốt bây giờ nhìn lại thầm tiếc nếu như lúc đó mỗi ngày tôi chịu khó tụng một bộ thì sẽ tuyệt hơn. Đến lễ quốc khánh, cách ngày sinh chỉ còn một tháng. Bác sĩ kiểm tra thấy tim thai không được bình thường. Bảo vợ tôi cần phải nhập viện để tiện quan sát. Ngày nào kiểm tra thấy kết quả cũng không bình thường. Chích thuốc, thuốc sinh cũng không hiệu quả. Bác sĩ thông báo cần tham khảo phương án sinh mổ. Tôi rất lo, nghĩ đến bồ tát địa tạng liền cầu ngài gia trì mẹ con bình an hàng ngày ăn cơm tối xong tôi ở trước đầu giường vợ mình tụng thầm bộ kinh địa tạng mỗi ngày khi đến thăm bệnh viện hay đi trên đường tôi luôn niệm danh bồ tát địa tạng thấm thoát đã đến ngày sinh nở trong thời gian này vợ tôi nằm viện hai lần chứng kiến bao bà mẹ đi sinh con rất khó khăn hiếm ai sinh dễ trong đây các sản phụ toàn là sinh mổ, hơn nữa còn phải trải qua 24 tiếng bị đau đớn dày dò trước khi sinh. Vợ tôi thấy vậy, lòng càng thêm rầu. Tôi cũng lo sợ theo và thấm chí cảm thông cho những nỗi đau mà người sắp làm mẹ phải chịu. chao ôi, muốn có một đứa con quả là gian nan vô cùng. Vợ tôi hy vọng, vừa chính thì rụng, nghĩ là nếu con được sinh ra thuận lợi thì tốt nhưng bác sĩ đề nghị nàng nên sinh mổ tôi cũng nghĩ thế vì nhiều bác sĩ đều nói muốn sinh thuận lợi đều phải trải qua một trận đại gian nan như thế này không biết vợ tôi còn phải chịu bao nhiêu khổ hình nữa một tuần trước khi sinh thai nhi vẫn chưa có động tĩnh gì hơn nữa khi chẩn khám thấy tim thai không ổn tôi chẳng còn cách nào khác chỉ biết âm thầm tụng kinh địa tạng trong lòng luôn cầu bồ tát gia trì gần ngày khai hoa vợ tôi đã chích thuốc thúc sinh nhưng chẳng thể hiện tượng gì là sắp sinh bác sĩ đề nghị sinh mổ nhưng vợ tôi kiên trì đòi sinh tự nhiên chiều đó tôi về nhà nghỉ ngơi lòng buồn bã nhủ thầm tiểu oan gia con hãy mau sinh ra đi chứ đừng hành khổ mẹ con nữa một tiếng sau, từ bệnh viện, mẹ vợ tôi báo tin, đã có biểu hiện sắp sinh. Tôi vội chạy như bay đến. Rất nhanh, vợ tôi đã được đưa vào phòng sinh. Thế chung quanh các sản phụ đa số đều phải trải qua mười mấy tiếng, thậm chí còn nếm thống khổ suốt thời gian dài đăng đẳng, rồi con mới sinh ra. Tôi biết, lúc này có rầu lo cho mấy thì cũng không thể giúp được vợ mình, nên không thèm vọng tưởng nữa. Tôi ngồi xuống bằng ghế trước cửa phòng sinh. Chí Thành tụng một hơi ba bộ kinh địa tạng. Cầu chư Phật và Bồ Tát địa tạng vương gia trì khiến vợ tôi sinh con bình an, đứa bé được khang kiện, mạnh khỏe. Bốn tiếng sau, khi tôi vừa tụng xong ba bộ kinh, thì con gái cũng vừa chào đời. Khi con gái tôi được 9 tháng, thì bé bắt đầu tập đi, Đến hôm nay đã được 13 tháng, bé lành lợi, dung mạo khả ái, thể chất cực kỳ tốt đẹp, hầu như không bị bệnh gì. Có điều do bé quá khỏe mạnh và sung sức, khiến mẹ nó mệt nhoài khi chăm nom. Nhưng thà cực vì con quá sung sức mà khiếu động còn hơn là phải lo rầu vì nó thể lực yếu. Tóm lại, do tôi và vợ trường kỳ không biết tích phúc, tạo nghiệp chướng tương đối nặng, nên suốt trong quá trình sinh bé, gặp nhiều việc rất phiền. May mà tôi có duyên lành được biết đến kinh địa tạng và sinh tụng kinh này, còn chí thành niệm danh Bồ Tát địa tạng. Nhờ vậy mà vợ tôi không phải mổ, sinh con được thuận lợi. Đứa bé cũng không hề vì sức khỏe cha mẹ kém mà bị ảnh hưởng theo. Tóm lại là cháu rất xinh, khỏe, dễ nuôi đem chuyện của mình chia sẻ cùng mọi người tôi muốn nhắn nhủ rằng nhờ sự gia hộ của chư phật và bồ tát mà vợ chồng tôi đạt được lợi ích cực lớn hơn nữa sau này có rất nhiều thiện duyên phát sinh tôi được gặp thiện tri thức chỉ dạy phật pháp biết quy y tam bảo thực hành phóng sinh phát nguyện ăn chay hơn nữa tôi còn bỏ thuốc cai rượu thành công tôi thệ nguyện nghiêm trì giới luật dứt ác tu thiện bỏ mặn ăn chay trường và thu được nhiều lợi ích bất tận không thể kể hết ngoài trừ cảm ơn tri ân ra tôi chẳng biết nói gì khác chỉ nguyện ráng tu cho tốt làm lợi cho nhiều chúng sinh để có thể báo đáp ơn chư Phật Bồ Tát trong muôn một Thanh Lâm Tát Địa Tạng Thoát khỏi vận mệnh xấu Hoàng Tú Hương Từ quê lên thành thị làm công Đêm nào cũng mơ thấy ác mộng Khiến cô giật mình tỉnh giấc Tinh thần hoảng loạn Cô nghe nói Niệm Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát sẽ có thể ngủ an còn được tăng may mắn chuyển giữ thành lành thế là hàng ngày cô bỏ ra hai mươi phút để nhiếp tâm niệm danh ngài ngàn lần không ngờ đêm đến cô ngủ được an ổn từ đấy ác mộng dần giảm đi một đêm nọ cô mơ thấy mình và mấy người bạn gái cùng quy bị một bọn người hung ác bắt, nói là sẽ đưa bọn cô đi làm kỹ nữ. Cô vô cùng hoảng sợ, lập tức niệm Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát. Mới niệm mấy câu, thì thấy một hòa thượng tay cầm tích trượng hiện đến, chỉ vào cô và nói với mấy tên hung ác rằng, đây là người của ta, các người không được phép bắt. Ngày nói xong, thì đám người ác liền bỏ đi, cô được an toàn. Tính vậy, cô cảm thấy giấc mộng này rất kỳ quái. Hai tháng sau, có mấy cô bạn ở dưới quê ghé thăm, rủ cô cùng đi Phúc Kiến làm công. Mỗi tháng lương hơn bảy triệu, còn được chi trước ba triệu rưỡi, gọi là ứng trước phí trợ cấp để lo cho gia đình ở nhà. Cô nghe nói rất mừng, vội chuẩn bị hành lý. Nào về, hôm sau, bị đau bụng dữ dội, đi tạ suốt không ngừng. Do vậy mà không thể đi. Thầm tiếc, mình bị mất dịp may. Nửa năm sau, nghe từ quê nhà báo tin lên, mấy cô bạn gái kia bị nhóm xã hội đen hung ác lừa dẫn lên phúc kiến rồi bán qua đài loan làm gái lúc này cô mới nhớ đến giấc mộng kỳ lạ trước đây nhân đó càng tăng thêm niềm tin đối với uy lực nhiễm màu của bồ tát địa tạng trong kinh địa tạng nói nếu có người niệm danh bồ tát địa tạng dương ngàn lần kiên trì ba năm bồ tát sẽ phái thần thổ địa là vị phúc đức chánh thần bảo vệ họ trọn đời khiến họ không gặp tai ương họa hại được sống an ổn y thực đầy đủ tài phú dần tăng không in sách tà được thiện báo phụ trung hòa đài loan có một xưởng in giám đốc tính rất ngay thẳng trong sáng thường ngày khi nhận đơn đặt hàng ông luôn theo nguyên tắc không in sách dung tục nhảm nhí không in truyện tranh xét dâm thư bạo lực không in bất cứ loại sách báo nào có nội dung không lành mạnh Thông thường, những dạng sách này luôn được đặt in số lượng lớn vì lợi nhuận cao nên khách ưa đặt nhiều. Thế nhưng, giám đốc không hề vì lợi mà động tâm. Dù ông từ chối in loại hàng này, song không vì thế mà bị thiệt thòi. Ngược lại, nhà in cứ phất như mặt trời đang lên. Khách tìm đến càng đông đơn đặt hàng tới tấp không ngưng. Giám đốc không ưa uống rượu, chẳng bao giờ chịu ký hợp đồng nơi quán nhậu hay tiệm karaoke chi. Tính ông cũng không ưa thù tạc xã giao gì, hàng ngày ngoài công tác ra, thời gian còn lại ông đều ở nhà. Bình thường luôn khuyên vợ con, xuyên năng học Phật Pháp. Ông kinh doanh trung thực như thế, công xưởng chẳng những phát tốt mà đến nay đã trở thành một nhà in tầm cỡ tối tân nổi tiếng nhất thành phố. Quan niệm sống và cách thức làm việc của giám đốc đã chứng minh cứ làm tròn bổn phận mình không cần thiết phải ký kết hợp đồng nơi tựu quán hay chốn ăn chơi để cầu khách cũng không cần phải chi bo hay tung tiền hoa hồng để giữ khách mà chính là nương vào phẩm chất nhân thân cao đẹp khi quản lý hành sự luôn giữ đạo đức đây chính là kinh doanh chân chính in dâm thư dâm họa xuất bản truyện sách xét phát hành ra thị trường khiến người đọc khởi tà tâm, sinh mê muội, thần hồn bị điên đảo, gieo hại cho vô số thanh niên nam nữ. Tội này rất lớn. Dù trước mắt thì thu lợi nhuận nhiều, nhưng sau này hiểm quả giáng xuống không lường được. Giám đốc nhà in này nhờ ông không in sách tà dâm, nên hiện đời được hảo báo là gia đình hạnh phúc kinh doanh bền phất to vì vậy người khởi nghiệp cần nhớ mệnh do ta tạo phúc do ta lập hành thiện hay làm ác đều góp phần cải biến vận mệnh mình tất cả phúc điền không lìa một bản tâm tất cả họa phúc không lìa từng cử động lời nói hành vi ý nghĩ của ta vì vậy phải hết sức cẩn trọng lời sám hối của một nữ nhân. Tôi sinh năm 1986, 31 tuổi, là người Quảng Đông. Trước đây tôi rất xinh đẹp, được phong tặng là hoa khôi trong vùng. Gia đình tôi không theo tín ngưỡng nào nên tôi không biết đến Phật pháp. Hoàn toàn không tin nhân quả báo ứng hay thuyết luân hồi chi chỉ nghĩ chết là hết vì vậy tôi quan niệm sống là cứ tận hưởng hạnh phúc quan lạc do từ nhỏ tôi không được giáo dục phải sống nhân nghĩa trung hậu mà nhà trường cũng không chú trọng dạy về điều này nên tôi sống luôn cố tranh đoạt mọi thứ bằng khả năng có được của mình vì tôi sở hữu sắc đẹp mỹ miều hơn người nên điều đầu tiên là phải tận dụng nó gia đình tôi thuộc loại trung lưu mà tôi thì thích có nhiều tiền vì có tiền là có tất cả tất nhiên các nam nhân theo đuổi tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ thích cặp với đại gia vì chỉ họ mới có thể cung cấp tiền bạc vật chất đầy đủ cho tôi. Chuyện tình cảm tôi luôn kín đáo, chẳng để mọi người biết. Mà vị đại gia tôi quen thì đã có vợ, nên ông cũng không muốn công khai mối quan hệ với tôi. Tôi có bề ngoài duyên dáng quý phái, cộng với nhan sắc diễm lệ, thì tôi tha hồ muốn gì có đó vị đại gia cung cấp tiền cho tôi tiêu xài thỏa thích tôi không hề nghĩ làm kẻ thứ ba là xấu hoàn toàn không biết việc bán thân cầu hưởng thụ vật chất vinh hoa là điều sỉ nhục đang xấu hổ trước mắt tôi sống như một người sinh ra trong từng lớp thượng lưu tôi cũng mơ sau này sẽ lấy chồng giàu để khỏi phải làm lụng kiếm sống từ 18 đến 24 tuổi là 6 năm tôi sống như bà Hoàng. Như tôi đã nói, có nhan sắc là có tất cả. Tôi là cô gái thực dụng, người si mê tôi có rất nhiều. Nếu thích thì tôi đùa bỡn làm khổ những kẻ suy tình chút chút để giải trí. Còn ai muốn tôi ngó đến thì trong túi phải đầy ắp tiền tánh tình tôi hoàn toàn tỷ lệ nghịch với bề ngoài xinh đẹp của tôi. Tôi là đứa con không có hiếu, không biết kính già, yêu trẻ. Đối với người già, tôi cho rằng họ tuổi cao vô dụng, có chết đi thì cũng tốt. Đối với cha mẹ, tôi ngỗ nghịch hay cãi, ngang nhiên trả treo. Mấy mươi năm nay, chưa từng đem tiền về nuôi song thân cũng không thương em út toàn là gây cãi không ngừng nhìn ai tôi cũng thấy họ không tốt khi tôi hai mươi lăm tuổi nghĩ mình không còn trẻ chẳng nên làm cái bóng bên ông đại gia nữa thế là tôi cắt đứt quan hệ chuẩn bị kiếm tấm chồng đàng hoàng sau đó tôi vào bệnh viện Tiến hành phẫu thuật, tạo hình thể giả. Mình chứng, mình là gái tân. Làm vậy để sau này, nếu có quen bạn trai mới, tôi tha hồ qua mặt, thoải mái, đóng vai gái nhà lành. Cuối năm đó, một người bà con giới thiệu bạn trai cho tôi. Thấy anh này điều kiện kinh tế rất tốt, tiền nhiều, giàu có, nên tôi đồng ý quen cho dù tôi đã tạo hình gái trinh, song bản chất tôi khó thể trong trắng. Vì một khi đã quen thói buông thả, thì khó mà thu thuốc giữ gìn. Giao du với anh chàng nhà giàu được mấy tháng. Chưa làm lễ kết hôn, thì tôi và anh ta đã dội sống chung. Ở với nhau hơn một năm, chúng tôi chỉ xem phim xét thưởng thức toàn gian quá đồi trụy, nên đầu óc chẳng có gì tốt lành ngoài những dục nhiễm, thu tục, ủy trượt. Hai đứa có cùng chí hướng, đa dâm đa dục, vậy mà sống chẳng hạnh phúc. Cuối cùng, do hay gây cãi mà chia tay. Chia tay được một năm, tôi thấy thân thể không khỏe, đi kiểm tra mới biết mình bị chứng cường giáp bướu cổ đào khớp thị lực giảm vân vân đành uống thuốc chữa trị trong thời gian này vì kinh tế túng bấn nên tôi tiếp tục qua lại với một đại gia để có tiền xài năm hai mươi bảy tuổi qua trang web hẹn hò trên mạng tôi quen một nam nhân vì đang cần kết hôn sợ anh ta biết quá khứ của mình tôi lại đi phẫu thuật để làm gái tân tiết lúc này tôi cũng nhận ra mình và bạn trai không hợp tính nhau nhưng chẳng biết do ma xui hay quỷ khiến mà tôi lại chịu đăng ký kết hôn với anh ta kết quả chưa được mấy tháng bất hòa phát sinh ngày càng lớn phải chia tay lúc này tôi đã có thai vì quyết định ly hôn nên tôi đi phá thai sau khi nỗi đau và vết thương lòng nguôi ngoai tôi lại vào trang tìm người yêu trên mạng và quen một nam nhân cảm thấy anh này quá hợp thế là chưa đầy ba tháng tôi đã kết hôn sau đó lại ly hôn ly hôn rồi vì cần người cung phụng vật chất tôi tiếp tục gian diếu thầm lén với một đại gia đã có vợ tôi không hề biết là do tà dâm mà tôi không có được hôn nhân hạnh phúc sau này nhờ học phật tôi mới hiểu ra tính tôi rất thích ăn mặc hở hang tôi cho rằng ăn giận như vậy mới đẹp và hấp dẫn mới thu hút tia nhìn của người khác giới khi giao du tôi chẳng thèm quan tâm đối tượng đã có gia đình hay chưa chỉ cần họ có đủ điều kiện là tôi sẵn sàng liếc mắt đưa tình tay nắm chân chạm tôi mang một nhan sắc đẹp nhưng tâm tư thì băng hoại vì đầu óc luôn chứa toàn ý dâm dưới bầu trời này không có gì là bí mật cho dù chuyện tình ái tôi có khéo giấu đến mấy thì cuối cùng cũng bị mọi người biết vì quê tôi là một tiểu trấn nhỏ mà thiên hạ vốn ưa bàn tán xầm xì nên một đồn mười mười đồn trăm rốt cuộc ai cũng biết chuyện tà dâm đáng xấu hổ của tôi biết tôi là một phụ nữ xấu xa dơ bẩn nên tất cả đều xem thường tôi luôn dè biểu sau lưng và coi tôi như ôn dịch. Cha mẹ tôi cũng bị xấu hổ mất mặt, xem như tôi đã quỷ hoại danh dự cả nhà. Tôi bị sốc nặng vì dư luận khó khăn. Tôi đã tự sát nhưng không thành. Lúc đó, tâm tư tôi như muốn quá điên vì thấy đời mình xem như chấm hết. Ban ngày, thì đầu óc hỗn loạn mê muội đêm đến tôi trùm chăn nằm khóc mướt tinh thần bị đả kích rất mạnh Chân cường giáp trị lành trước đây lại tái phát tôi phải uống thuốc chữa trị rất nhiều nhìn các bạn gái đồng trang lứa sống vui vẻ hạnh phúc tôi lại càng buồn khổ khi thấy mình thui thủi cô đơn sống mà giống như đã chết. Từ đây hết mong gì có ai yêu tôi, hỏi cưới tôi đường hoàng. Một khi quá khứ của tôi đã bị phanh phui. Ngẫm nghĩ, tôi cáo tiếc, bèn lấy điện thoại nhắn tin chửi rủa những người đã theo lẽo tung tin về đời tư của tôi. Chưa hết, tôi còn lên mạng vào những trang nét vô văn hóa dùng đủ lời lẽ tục tiểu dơ bẩn để mạ lị người. Tôi hành xử giống như một kẻ điên, tiếp tục chửi rủa những người đã gây cuộc thị phi, đắc tội với tôi. Tôi nguyền rủa họ, dùng những ngôn từ tục tằng khó nghe để trả thù trúc hận. Bây giờ nhớ lại, thấy mình tạo nghiệp trên mạng, thật rất đáng sợ do tà dâm nên phát sinh nhiều hệ lụy ngoài tai tiếng nhan sắc tôi còn bị xuống cấp xấu dần đi để tránh dư luận tôi phải lìa quê mưu sinh ở nơi thật xa hiện thời những gì tôi có được toàn là thất bại bệnh tật hệ thống miễn dịch thấp dễ bốc quả máu huyết không đều âm đạo viêm thì lực giảm vân vân. Riêng tâm lý thì u ám không cùng, tâm thường hoảng hốt, luôn có cảm giác sợ sệt, những lúc gặp hay nói chuyện cùng người thì mắt cứ dán chặt vào đối phương. Tuy nhìn vậy nhưng tâm giống như người vô hồn, chẳng biết gì. Tai hại hơn, mắt tôi còn không tự chủ cứ nhìn chầm chầm vào đáy quần của nam nhân. Đây đúng là ác báo quái dị. Thời tôi trụ tại đỉnh cao của tà dâm đã từng có ý nghĩ. Dù tôi có hút ma túy cũng chả sao, nhưng may là tôi không có cơ hội để thử. Nếu không, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Bây giờ tôi đang tuột dốc, tận đáy xã hội sống đơn độc không con không của cải công tá không ổn định chức vụ thấp lương ít thường đổi công tác luôn làm việc nhiều năm vẫn là nhân viên quèn bị người sai khiến đi làm khổ như địa ngục mấy năm nay tôi không có bạn bè chung quanh toàn là ác duyên tôi rất cô độc không chồng không xe không nhà, không điền sản, chỉ có thể nương vào cha mẹ. Trước đây, tôi là cô gái xinh đẹp mỹ miều, đằng đằng khí thế, giờ lại biến thành kẻ xấu xí ở tận đáy xã hội. Trong những ngày tháng đau khổ tận cùng, tình cờ tôi lên nét, gặp những trang hoàng pháp của Phật giáo, xem truyện báo ứng nhân quả, nghe giảng pháp, rồi học tụng kinh ăn chay đọc những lời sám hối của các pháp lữ có cảnh ngộ giống mình thấy họ nguyện hoàng lương tu học theo pháp phật tôi cũng tỉnh giác theo tự thệ từ nay sẽ học phật hành pháp đến nơi để chấm dứt đau khổ nhờ nghiên cứu giáo lý phật tôi hiểu ra tất cả khổ đau mình đang gánh chịu là do nhân xấu tôi gieo. Vì tôi sống tà dâm nên không bao giờ có được hạnh phúc trong hôn nhân. Do tình ích kỷ chỉ muốn lợi dụng người nên tôi bị cô đơn không bạn bè. Ác báo đã dán xuống tôi rất công bình và tương xứng. Nhìn lại quá khứ khó khăn, tim tôi như rỉ máu. Để cứu chuộc tội lỗi của mình, tôi chỉ biết nỗ lực giới sắc, thể ăn chay trường, dứt tuyệt đồ mặn. Tôi nguyện sống hiếu thuận với cha mẹ, học khoan dung để cải biến cảnh ngộ và gắn tạo nhiều phúc điền. Sau khi quy y tam bảo, thể ăn chay, nguyện sám hối, tu sửa, và nghiêm trì ngủ giới được hơn một năm Thì mọi sự dần chuyển tốt Khí sắc tôi cũng hồi phục Bệnh tật được bình ổn Hiện tại tôi không còn khổ đau Càng hành Phật Pháp càng an lạc Tôi không còn cô đơn Vì có nhiều Pháp Lữ Đồng Tu Chia sẻ kinh nghiệm Nhiệt tình khuyến khích Dìu dắt tôi trên con đường đạo tôi viết bài này để phát lộ sám hối bày tỏ lòng ăn năn chân thành và cũng rất muốn cảnh tỉnh các bạn nam nữ xin đừng sống như tôi xin đừng tà dâm vì sống tà dâm chính là tự hủy hoại mình ác báo nhất định sẽ ập tới nếu không nhờ nghiên cứu, tu học Phật Pháp, thì có lẽ bây giờ tôi đã vào diện tâm thần hoặc đã lìa cõi dương gian này rồi. Tôi khẩn thiết khuyên các vị nam nữ đừng xem tình yêu hay hôn nhân là trò đùa. Trước khi kết hôn, ngàn vạn lần không nên sống thử, không nên sống chung, chẳng nên chiều theo tình dục, đừng vì ham vui nhất thời mà nếm khổ thiên thu sau khi biết phật pháp rồi tôi quyết tâm làm lại cuộc đời không dứt bỏ mình nữa tôi thệ dứt ác tu thiện nỗ lực làm người tốt nguyện tận lực hành theo pháp phật tuân giữ triệt để các giới phật chế dành cho người tại gia tôi phát nguyện đời đời vĩnh kiếp không bao giờ ăn thịt chúng sinh khi sinh ra dù mang thân nam hay nữ nguyện luôn sống đức hạnh trinh khiết cảm ơn trang nét phật học đã dạy cho tôi những điều cực kỳ quý giá để sống không uổng phí những tháng ngày còn lại sự cảm kích tri ân vô tận này khó thể diễn tả bằng lời tôi cũng mong phật pháp được truyền rộng rãi khiến mọi người được biết đến đồng tu sửa thoát khổ đau đối với tôi phật pháp là kim chỉ nam quý báu vô cùng tận vì đã cứu độ và thức tỉnh tôi bước ra khỏi lầm mi nếu như tôi biết phật pháp sớm nếu như tôi được giáo dục hành theo Phật Pháp ngay từ nhỏ thì sẽ không có lỗi lầm như hiện tại. Văn tôi không hay nên tôi không biết diễn đạt lòng mình sao cho quý vị hiểu. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho những người từng lạc lối giống như tôi. NLH năm 2017 sám hối đổi tâm chuyển tướng tôi là một thanh niên hư hỏng thuở bé rất ưa nghịch ác bảy tuổi phóng hỏa đốt cỏ khu trong trường trung học gây tổn thất lớn cho chính phủ địa phương từ thời tiểu học đã ưa ghép đôi các bạn trong một lần chơi đùa hạ thể bị thương sinh tật tè dầm đến 12 tuổi. Năm 1982, học trung học, tại trường chuyên khoa, xem truyện tình dục, xét chép tay, từ đó nhiễm thoái thủ dâm, tính đến nay đã 21 năm. Việc học xa suốt, chưa tốt nghiệp, đã ra đời đi làm, chơi toàn bạn xấu, rủ nhau cùng xem nhiều tranh, lõa thể, kích dục khiến thân tâm càng bị ảnh hưởng nhiễm ô băng hoại tổn thương thêm làm việc luôn gặp trở ngại chẳng giữ được tiền giận rủi đeo đẳng liên miên hay bị lừa tiền bị cướp giật khi lái xe chở nông sản thì bị tông đụng có lần xin được công tác tốt thì do đi khám bệnh phát hiện bị viêm gan nên bị từ chối. Tôi xin ý bi quan chán đời nên đã nhiều lần tự sát như uống thuốc, cắt mạch máu tay vân vân, nhưng được cứu kịp thời. Mẫu thân bèn tìm thầy nhờ đoán mệnh cho. Thầy nói kiếp trước tôi từng xâm hại một nữ nhân nên đời này bị ả đeo theo ám báo thù đòi mạng do tôi có tật trường kỳ thủ dâm lại thêm việc uống thuốc tự tử nên thân thể càng lúc càng gầy hầu như ngày nào tôi cũng thủ dâm vì ngày nào tôi cũng tìm xem phim ảnh truyện xét nên lối sống càng u mê như loài súc sinh bởi tật thủ dâm mỗi lúc càng nặng tiền của ông bà cha mẹ để lại đều bị tôi phá tan do làm gì cũng thua lỗ công tác luôn thất bại lại còn phải ly hôn thân tâm đều khổ như rơi vào vực thẳm may là vào năm 1999 tôi có phúc duyên được biết đến Phật giáo nên theo các bạn đạo tham dự niệm Phật mỗi tuần trong thời gian này, tôi được chứng kiến cảnh tượng Phật phóng quang, nên xúc động bật khóc to, lệ rơi đầm đìa. Thầm cảm thấy Phật A Di Đà giống như từ mẫu vô cùng từ bi thân thiết, liền phát tâm quy y Tam Bảo. Sau đó về nhà, tôi lập bàn thờ Phật, hàng ngày tụng kinh niệm Phật không ngừng, phát nguyện làm Phật sự để báo ân Phật và tôi cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho mình bỏ hút thuốc, bỏ rượu, bỏ ăn mặn. Tôi xin được công tác mới rồi tái hôn. Sau đó, mọi chuyện diễn ra đều như nguyện. Nhưng tôi bắt đầu sinh tật, phóng túng buông lung, không chịu thực hành đúng như những gì đã thệ. Bởi tôi thấy đời sống mình đã chuyển tú nên xin tâm ý y dù biết thủ dâm là đại tội nhưng thói quen xấu này chỉ giảm chứ chưa thật sự từ bỏ hẳn có lần tôi đi sắm mấy di tính về lúc lên nét tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ từ các trang web kích dục khiêu dâm nên đã vào xem rồi mê đắm khó thể rời xa vì vậy mà chỉ trong ba ngày tôi tiêu tốn hơn hai trăm đô la mỹ cho phí xem xét lúc này mới sực nhớ là mình đã chìm vào lưới tà liền tự nhủ không xem nữa nhưng điều tố thực hiện chẳng bền sau đó tôi lại săn lùng đi mua đĩa xét về xem không những tự mình xem mà còn dẫn dụ cô vợ thuần khí của tôi cùng xem. Ác hạnh ngày càng thêm lớn, quên hết ân đức của chư Phật Bồ Tát đã cứu mình. Thế là, bảo ứng ập đến. Một tối nọ, sau khi thủ dâm xong, tôi cảm thấy mệt nên ngủ thiếp đi. Bỗng cảm giác như có một bóng đen đang lao tới tôi kinh hoàng toàn thân phát rung bật khóc to và rối rít niệm phật xin lỗi luôn miệng nói là sẽ không dám tái phạm nữa sáng dậy tinh thần tôi hoảng loạn tâm tư rất khó chịu vì cảm thấy như có ai đó đang đeo theo ám vì vậy mà ba ngày tôi không dám ở một mình trong nhà Tôi đến tôi tụng kinh vô lượng thọ Phật, tụng đến phẩm 37 thì đột nhiên cảm thấy thân bị khống chỉ. Có cảm giác lạnh rung và lại bật khóc to khiến vợ tôi phải kinh hoảng. Ngay lúc đó, miệng tôi tự nói ra những lời mà tôi hoàn toàn không biết. Sau này nhờ nghe người nhà thuộc lại mà tôi biết được nội dung như sau kẻ hiện theo ám chính là oan gia trái chủ nhiều đời của tôi lẽ ra họ không tìm đến nhưng do tôi đã biết phật pháp mà còn phạm lại không cương quyết từ bỏ thói thủ dâm còn dám cả gan lấy tiền chư bạn đạo đóng góp cho việc hoằng pháp đem tiêu hết vào xem trang web khiêu dâm lại còn đi mua đĩa xét về xem làm ô uế bầu không khí trong lành. Do tôi tà dâm phá giới, xúc phạm thiên địa quỷ thần, còn quảng bá xét độc hại cho mình lẫn người, nên thiên lý khó dung, vì vậy mà tôi phải thọ lấy ác báo này. Một sáng nọ, lúc đi trên đường, tôi còn nhìn thấy rõ hình dáng nữ nhân tôi đã hại trong kiếp trước. Cô ta xỏ tóc, thân thể không áo quần, do kiếp nọ tôi đã cưỡng hiếp nữ nhân này đến chết để cô phơi thay nơi quan giả. Mãi đến sau này, khi cô ta nhập vào hành hạ và nói rõ mọi chuyện ra thì tôi mới biết. Tôi liên tục bị cô ta nhập xác giày dò hành hạ, khiến sức khỏe càng thêm suy kiệt đến nỗi hình dạng tướng mạo nhìn chẳng còn giống người. Mặc dù lúc bị phần âm theo ám, tôi có thủ dâm trong vô thức, nhưng thân thể vẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Tội tôi luôn bị ma ức hiếp, bị loài quỷ hấp tinh hành hạ suốt ngày đêm, khiến tôi bị mộng tinh, di tinh đến nửa năm, sống không bằng chết. Những thống khổ này dù có kể cũng khó mà tưởng tượng ra được. Sau đó, nhờ chư bạn đạo súng nhau tụng kinh hỗ trợ cầu cho, nên tình cảnh tôi mới dần dần chuyển tốt. Nhưng tôi là một kẻ không biết liêm sĩ, thuộc phần tử suy đồi làm bại hoại Phật môn. Bởi trước chư Phật Bồ Tát, tôi đã nhiều lần phát thệ hứa cải tà quy chính thế nhưng lại cứ tái phạm phản bội lại chư phật bồ tát thiên địa quỷ thần và luôn tự dối mình do không thủ tín không biết giữ lời hứa nên thân thể tôi bắt đầu biến đổi mặt mày và toàn thân đều nổi mụn cóc bắp thịt rung giật, tay chân lột da tâm thần bất an luôn sợ hãi trí nhớ cực tệ bên tai thường nghe tiếng nói lại còn phát bệnh trĩ đêm không ngủ an hay bị quỷ đè tóc rụng nhiều lưng khòm xuống da đầu đóng cứt trâu lớp lớp tôi tốn rất nhiều tiền để khám chữa bệnh đối với bản thân cũng xin chán ghét thầm hiểu rõ nếu cứ tiếp tục thế này thì mạng sống sẽ không giữ được mà đời này nếu không xin tịnh độ thì kiếp sau chắc chắn sẽ đọa vô gián địa ngục nhưng tâm vẫn còn u mê chưa bỏ được thói xấu một lần trong lúc lên mạng kiếm tìm các trang xét khiêu dâm tình cờ tôi nhìn thấy trang web giới tà dâm miêu tả có rất nhiều người bị bệnh giống như tôi nhưng tất cả đều cải sửa thu được kết quả tốt. Tôi còn tìm thấy có nhiều trang web hướng dẫn phương pháp giới dâm, chỉ cách tu hành khiến tôi phát lòng tin, quyết thực hành theo. Thế là tôi chân thành sám hối, phát lộ, phơi bày hết tất cả hành vi xấu xa của mình từng làm, không chút giấu diếm. Kể từ đó tôi thệ quán cải nguyện từ bỏ lỗi xưa trước chư phật bồ tát tôi tha thiết sám hối và hướng về cô gái bị mình xâm hại trong kiếp trước thốt lời ăn năn khẩn thiết cầu xin tha thứ tôi chỉ kể sơ lược song chuyện của tôi tất cả đều có thực ngay đây xin khuyên các bạn đồng bệnh như tôi hãy dừng cương trước giật thẳm ai không có bệnh cũng nên cẩn trọng cảnh giác xin các bạn hãy khéo tự bảo vệ mình bằng cách cực lực tránh xa các trang web truyện phim ảnh xét đồi trụy nếu gặp những trang web có phim ảnh hay bài viết chứa nội dung khiêu dâm kích dục chuyên hướng dẫn hay mô tả chuyện phòng the thì bạn hãy tuyệt đối lánh xa dù là liếc sư xem thử cũng không nên. Vì đây là lưới ma khiến bạn đọa vào nẻo ác, muôn kiếp khó ngoi lên. Xin cảm ơn các trang web Phật giáo quý giá đã giúp tôi phục hồi phẩm cách đạo đức. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người biết tu sửa, nguyện phục hồi nhân thân phẩm cách thánh hiền. Tất cả dụng cụ kích dâm, thỏa dục như búp bê tình dục, đồ chơi tình dục, bạn đừng tưởng là vô hại, không gây tai ách gì. Thực chất, chúng rất nguy hiểm, làm sức khỏe bạn tiêu hao, chiêu dời hấp tinh quỷ tìm đến, điều khiển suối dục tâm dâm bạn phát mạnh thêm. Thực tế, đã có rất nhiều người mắc bệnh sùi màu gà, bị diêm nhiễm phụ khoa nam khoa nặng vì tự tìm thỏa mãn bằng búp bê hay đồ chơi tình dục tà dâm dù song phương hay đơn phương thì bệnh trạng chắc chắn sẽ ập đến không khác chi nhau vì đây là ác báo của tà dâm người háo dâm túng dục sẽ tự hủy hoại phúc lộc quyền và thọ mệnh của chính họ các bệnh hoạn tôi đã từng nếm trải là bằng chứng hiển nhiên nhất may mà tôi đã biết hối lỗi hồi đầu sau khi ăn chay niệm phật nguyện tu sửa triệt để cuộc sống tôi đã chuyển biến tốt trước khi biết phật pháp tôi là một kẻ ích kỷ bất hiếu cứng đầu khó dạy thuộc phần tử lưu manh trong xã hội chỉ thích hưởng thụ khoái lạc tôi phá tan tiền của ông bà cha mẹ còn ép cha mẹ bán nhà cho tôi mua xe đầu tư kinh doanh nhưng tôi không kiếm được tiền mà còn làm tiêu tan sản nghiệp đã vậy khi lái xe còn gặp tai nạn người ta kinh doanh thì luôn thu lợi còn tôi toàn là bị thất bại thua lỗ lúc đó tôi không hề biết chính ác hạnh của mình đã chiêu dời ác báo đến, lại còn đi uống rượu say chửi rủa trời đất bất công. Năm 1999 nhờ Phật giáo mà tôi cải hối và thay đổi vận mệnh cả đời, đích thân nếm trải những điều kỳ diệu không thể kể xiết. Hiện tại tôi đang kinh doanh rất tốt đã có gia đình mới và sống vô cùng hạnh phúc người chung quanh đều tán thán tôi thay đổi hay ngoài sức tưởng tượng ba mẹ luôn khen tôi là người con hiếu tất cả đều nhờ ân chư phật bồ tát và các pháp hữu đã cứu tôi xin cảm ơn phật a di đà đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai Đương nhiên tôi còn nhiều thói xấu chưa sửa hết, nhưng tôi luôn cố gắng tận lực, nguyện giờ giờ phút phút triệt để dứt ác hành thiện. Bài văn này tôi viết ra không dễ dàng, bởi thật khó khi phơi bày những xấu xa tệ ác của mình ra trước đại chúng. Nhưng lòng ăn năn sám hối chân thành đã giúp tôi có đủ can đảm nói ra sự thật tự thú nhận tội lỗi tôi cũng rất muốn cảnh báo khuyên nhắc những ai có tính đa dục giống tôi bản tâm chúng ta dùng thanh tịnh thuần khiết kỳ diệu thế nên nếu bạn chịu quân bồi điều thiện lành thánh khiết và kiên quyết thực hành theo thì bạn sẽ trở thành đóa sen vô nhiễm vừa khỏi bùng nhơ trong kinh tứ thập nhị chương phật giảng người mê dâm giống như cầm đuốc đi ngược gió tất có quả cháy tay lại nói tài sắc trong đời sống như lưỡi đau có trét mật người ngây thơ ham liếm vị ngọt trên đó nên bị họa đứt lưỡi. Vì vậy mà chúng ta cần tu tập giữ thân khẩu ý trong sáng. Xin ghi thêm một số điều hay do các hảo bằng hữu khác chia sẻ. Muốn giới trừ tà dâm, hãy suy niệm danh Phật Bồ Tát. Đa số thường niệm danh Bồ Tát Quan Âm. Tuy nhiên, bạn có thể niệm danh hiệu nào mà bạn thích, trì chú Đại bi mỗi ngày 108 lần hoặc trì chú Lăng Nghiêm mỗi ngày 21 lần trong vòng 3 năm cũng giúp ly dục rất hiệu quả. Nhưng bạn cần phải ăn chay, có quyết tâm giới dâm và trì bền bỉ. Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ góp phần cảnh giác và đem đến lợi ích cho bạn đọc tác giả không để tên nhưng anh có đăng hai bức hình một ảnh chụp diện mạo khi còn tà dâm phá giới nhìn rất u ám tối tăm thấp hèn một ảnh chụp diện mạo sau khi tu sửa trông rất phương ti thanh khiết trang nghiêm hảo tướng khiến người nhìn vào sinh tâm quý mến nhưng tôi không đăng Xin lỗi độc giả vì điều này. Dịch xong ngày 12 tháng 1 năm 2018. Hạnh Đoan